Xin chào quý anh chị và các bạn. Trong 3 cái ngày tới đây thì những con giáp dưới đây sẽ thoát cái cảnh bế tắc, xoay chuyển tình thế chóng mặt khiến ai cũng phải bất ngờ. Thì tử vi chỉ rõ rằng là đây là chính là 3 cái con giáp mà sau 3 ngày nữa sẽ có những cái bước tiến ngoạn mục trong công danh và tài lộc của mình. Và sau đây chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của video này. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Tuất. Những người cầm tinh Tuất đều khá thông minh và biết nhìn xa trông rộng nên là cái con đường công danh có cái chút vượt trội hơn người. Những người tuổi Tuất thời gian gần đây gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp và tình duyên, họ có cái cơ hội vượt qua những cái điều thử thách để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Tử vi chỉ rõ là trong cái khoảng thời gian 3 ngày tới đây, những người cầm tinh tuổi Tuất sẽ có được rất nhiều thành công vượt bậc trong công việc. Nếu như thời gian trước bạn gặp nhiều điều thiếu may mắn khiến cho cuộc sống của bạn không như ý muốn, thì trong những cái ngày sắp tới thì bạn sẽ được bù đắp không hề nhỏ. Và cái tuổi thứ hai đấy là tuổi Tỵ. Người cầm tinh con rắn sinh ra đã hoạt bát hơn người nên là cuộc sống của con giáp này ít khi gặp được cái chuyện buồn bực thị phi. Nhưng do cái tính cách kiên cường nên là dù có việc gì thì người tuổi Tỵ cũng thuận lợi vượt qua một cách nhẹ nhàng. Và trong cái thời gian 3 ngày tới đây thì những gì phiền muộn trước đó của người tuổi Tỵ sẽ tan biến, nhường chỗ cho con giáp này có cái thời gian vui vẻ thoải mái. Trong thời gian này, những người tuổi Tỵ hãy nỗ lực hết mình cho công việc. Đây chính là cái giai đoạn bạn được người cấp trên nhìn nhận và đề bạt tăng lương, tăng chức. Cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ có những cái ngày tháng thảnh thơi không ai sánh bằng. Và tuổi thứ ba đấy là tuổi Mão. Phần lớn thì những người tuổi Mão thường là người thích những cái điều mới mẻ nên là trong cuộc sống thi thoảng họ thường gặp nhiều cái sóng gió trong công việc. Khi khởi nghiệp, họ cũng hay gặp trục trặc hơn những người khác. Và tử vi cho biết rằng là trong vòng 3 ngày tới thì người tuổi Mão sẽ có được cái cơ hội được sao tinh tú chiếu mệnh, họ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ tạo cho họ những cái cơ hội để phát huy cái năng lực của mình. Ngoài ra thì về tài lộc, trong 3 ngày sắp tới, tuổi Mão sẽ có cái cơ hội gặp được những cái người bạn mới giúp cho cái việc làm ăn, đầu tư của bạn sẽ thuận lợi và thu được những cái khoản tiền lớn, khiến cuộc sống sung túc và dư dả hơn. Quý anh chị thân mến, trên đây chính là ba cái con giáp mà gặp rất nhiều các những cái may mắn, sẽ thoát khỏi các cái cảnh bế tắc, xoay chuyển tình thế chóng mặt khiến ai cũng phải bất ngờ. Trong vòng 3 ngày tới đây thôi, thì những con giáp này sẽ có được cái bước tiến ngoạn mục trong công danh và tài lộc của mình. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.